Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo đầm Noel cho bé như thế này. Ở phần lai của áo đầm bên dưới này, cũng như là cái phần thân bên trên và dây mình có viền lại bằng cái len bông xù. Phía sau mình có làm cài nút để cái phần dây này có thể điều chỉnh cho vừa với phần vai của bé. Và cũng làm cài nút ở phần chính giữa ngực nè. Đây, cho ôm sát vào phần ngực của bé ha. Ở phía trước thì mình có móc thêm một họa tiết vuông để mình có thể trang trí cho phần thắt lưng. Đây, mẫu áo đầm như thế này. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Ở đây mình dùng miêu cô tông cụ 125g. Sợi len dày tầm khoảng 1.75 đến 2mm. Và một ít len bông xù màu trắng để mình viền lại cái phần lai cũng như là phần ngực ha. Kim móc mình dùng kim móc 4.0mm. Thì đầu kim móc này nó sẽ to gấp đôi so với sợi len để mình có thể móc phần thân của áo đầm nè. Mình còn dùng đầu kim 4.0mm. Và cái đầu kim 4.0mm này mình sẽ dùng để móc cái phần viền của len bông xù vào trong cái phần áo đầm. Và cái đầu kim 4.5mm này nó sẽ to hơn 4.0mm một chút xíu ha. Mình còn dùng thêm đầu kim hai đầu nè, mình dùng đầu số 4. Thì đầu kim này nó sẽ có cái độ to nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len một chút xíu nè. Và mình sử dụng cái đầu kim này để mình móc cái họa tiết vuông trang trí cho cái phần thắt lưng nha. Kéo các len cũng như là các cái hạt nút dùng để cài điều chỉnh. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc phần thân váy trước. Đầu tiên tạo một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Tùy vào tay của mỗi thợ móc, có thợ móc lỏng hay móc chật tay, thì các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên này có cái độ dài hơn so với cái phần ngực của bé từ 1 cho đến 2cm ha. 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở đây mình đã gây nên được 80 mũi móc xích cho cái phần ngực này ha. Khi nối lại hai đầu dây thì ta sẽ có cái độ rộng hơn so với phần ngực của bé từ 1 cho đến 2cm. Để tiếp tục móc tiếp cái hàng móc tiếp theo, các bạn sẽ gây nên cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Đâm kim vào chân móc xích thứ 80 của cái sợi dây móc xích đầu tiên á, móc vào một mũi kép đơn. Sau đó chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Móc tương tự cho các chân móc còn lại ha. Mỗi chân sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và tương tự cho sợi dây móc xích này cho đến chân móc xích thứ 80 cuối cùng ở đây. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở đây các bạn lưu ý cho mình, khi móc cái xích đầu tiên các bạn sẽ móc lỏng tay một chút ha, để cho cái độ dài của cái mũi móc xích của mình nó sẽ bằng với cái độ dài của mũi kép đơn á. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Khi đã móc được 80 mũi kép đơn ở những cái chân móc cuối cùng của cái mũi móc xích này nè, khi móc các cái chân móc cuối cùng các bạn giấu cho mình luôn sợi len thừa vào trong mũi móc nha, để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Bây giờ mình sẽ tiến hành nối hai đầu dây lại với nhau. Ở đầu dây bên kia các bạn sẽ chừa ra cho mình hai mũi móc. Mũi thứ nhất nè, tiếp tục mũi thứ hai. Ta sẽ đâm kim vào cái chân móc xích thứ 3 và móc vào đây một mũi dời ha. Móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là mình đã nối được hai đầu dây lại với nhau và hai đầu dây này nó sẽ có cái độ rộng vừa đủ để mình có thể ôm vào phần ngực của bé nha. Các bạn có thể móc cho mình rộng hơn phần ngực của bé 1cm để lát nữa mình có thể viền lại phần viền bông xù. Hai mũi móc xích mà mình chừa ra ở đây nè, mình sẽ tạo cái phần cài nút ở đây để có thể điều chỉnh cho vừa với phần ngực của bé.
Hàng móc tiếp theo, hàng móc thứ hai, các bạn sẽ đâm kim vào chân móc ta vừa móc mũi dời, móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Tương tự chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Và móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng ha, chừa ra cho mình hai mũi móc xích cuối cùng ở đây. À, hai chân móc cuối cùng ở đây ha, các bạn chừa ra cho mình, móc cho đến chân móc thứ ba. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn ở hai chân móc cuối cùng này nè, các bạn sẽ tiến hành nẹp cho mình hai chân cuối cùng với hai chân móc đầu tiên mà mình chừa ra ở đây. Thì cách nẹp như sau. Lấy len sau đó đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái phần mà ta chừa ra bên này trước nha. Ta sẽ đâm kim nè vào cái chân móc đầu tiên của cái đỉnh này. Đồng thời đâm kim vào chân móc kế cuối của cái hàng ta đang móc. Đâm kim vào hai chân móc song song như thế này và móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục hai chân móc cuối cùng này cũng đâm kim song song vào. Hai chân song song ha, móc một mũi kép đơn. Sau đó đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này, móc vào đây một mũi dời để kết thúc vòng và gây nên hai mũi xích. Ta hoàn tất được hàng móc thứ hai. Và ở đây mình sẽ tạo ra được một cái khoảng để mình cài nút nè. Ta đã nối lại được hai đầu dây với nhau để tạo khoảng cài nút ha. Và từ đây các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc ở đây. Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân đầu tiên là chân ta vừa móc mũi dời, móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng tương tự, móc một mũi kép đơn. Và móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa nha. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Đối với mẫu đầm này các bạn sẽ để ý cho mình nè. Cái phần mũi tên mà mình vừa đưa ra là chiều cao từ phần nách cho đến phần eo. Thì các bạn sẽ trừ ra cho mình 3 cm ở cái phần len bông xù ha. Và mình sẽ móc cái phần màu đỏ với cái phần màu đen đến cái phần eo của bé, trừ ra 3 cm. Tức là ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc nữa. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè. Trừ ra cho mình 3 cm để mình tạo cái phần bông xù ở phía trên. Thì từ cái phần bông xù này cho đến cái phần mà ta thêm cuối cùng á, nó sẽ đến cái phần chiều cao đến phần eo của bé thì các bạn sẽ ngưng nha. Trừ ra 3 cm ở cái phần bông xù. Thì ta sẽ có được cái chiều dài của cái phần màu đỏ và phần màu đen thắt lưng ở bên dưới á. Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối vòng cũng như là thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa nha. Ta sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng nè và thêm nhiều hàng móc nữa. Ở đây mình đã lên thêm được tổng cộng là 9 hàng móc, tính luôn cái hàng móc màu đen mà mình viền ở đây ha. Thì lúc này cái chiều cao trừ ra 3 cm ở cái phần len bông xù thì mình đạt được cái chiều cao từ phần nách cho đến cái phần eo nè. Và ở cái hàng móc màu đen mình móc 2 hàng, một hàng mũi kép đơn và một hàng mũi nửa kép. Đối với những bạn mà móc size lớn hơn có thể thêm cho mình 2 hàng mũi kép đơn cũng được, hoặc là size nhỏ hơn thì thêm một hàng mũi kép đơn và một hàng mũi móc đơn. Hoặc là các bạn cũng có thể thêm làm sao cho ta thấy vừa ý với cái phần thắt lưng này thì được ha. Ở đây mình thêm một hàng mũi kép đơn và một hàng mũi nửa kép nè. Thì lúc này cái chiều cao từ cái phần màu đỏ này đến cái phần màu đen cộng thêm 3 cm nữa ta sẽ được cái chiều cao từ phần nách đến phần eo. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để thay màu. Kết thúc cái phần màu đen rồi ta sẽ tiến hành cắt len. Sau đó mình sẽ thay màu đỏ để móc cái phần chân váy phía dưới ha. Đầu tiên thì sẽ tạo cho mình một nút ở cái sợi len màu đỏ nè. Ta
ta sẽ bắt đầu đâm kim ở cái vị trí phía sau của sợi len thừa màu đen nè. Sợi len màu đỏ tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã tạo được một nút ở sợi len màu đỏ rồi, thì tiếp tục mình sẽ tiến hành đâm kim ở vị trí phía sau của sợi len thừa màu đen nè. Nó cũng tương tự như cách thay màu của màu đen và màu đỏ á. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình ở cái chân móc phía sau của cái sợi len thừa này. Thì nó sẽ là cái chân móc mũi dời ha. Ta sẽ đâm kim vào cái chân ở phía sau của sợi len thừa nè. Sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Hàng móc đầu tiên của phần màu đỏ mình sẽ viền lại một đường viền bằng móc mũi đơn. Các bạn sẽ móc cho mình vào các cái chân móc này. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn ha. Chân bên cạnh của một mũi móc đơn nè. Tương tự cho chân kế tiếp. Mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì ở cuối cùng các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc của cái mũi móc đơn đầu tiên ở cái phần màu đỏ này. Móc vào đây một mũi dời để kết thúc vòng nè. Sau đó gây nên hai mũi xích. Ở những chân móc cuối cùng này nè, có cái sợi len thừa màu đen này thì các bạn cũng móc cho mình giấu vào trong mũi móc luôn nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo cái phần chân váy để tạo cái độ rộng và xòe cho cái phần chân váy của mình ha. Hàng móc đầu tiên các bạn sẽ thêm mũi cho mình ở cái công thức như thế này. Chân móc đầu tiên là cái chân móc ta vừa móc mũi dời. Đây sẽ là chân móc đầu tiên ha. Móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng một chân móc nè. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Tiếp tục khi đã tăng lên được một mũi ở chân móc đầu tiên thì chân thứ hai cũng móc cho mình hai mũi kép đơn vào chân móc này. 1 và 2. Tương tự cho chân thứ ba cũng vậy, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Và ta sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại ha. Mỗi chân ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc để ta tăng gấp đôi số mũi móc so với cái hàng móc thứ nhất nè. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tức là hàng móc đầu tiên mình sẽ tăng mũi như thế này ha. Mỗi chân ta sẽ có hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tương tự cho mình đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì ta sẽ tăng được gấp đôi so với số mũi móc của hàng thứ nhất. Đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên này và móc một mũi dời, sau đó lên hai mũi xích. Thì lúc này cái phần chân váy của mình nó sẽ có cái độ xòe gấp đôi so với cái phần thân váy ở phía trên ha. Ta sẽ có gấp đôi số mũi móc so với cái phần thân ở phía trên nè. Và nó đã có cái độ xòe lượng sóng như thế này rồi. Và để cho cái phần chân váy của mình nó được xòe rộng hơn nữa thì hàng móc thứ hai các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Chân móc thứ nhất là chân ta vừa móc mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào đó và móc cho mình một mũi kép đơn ha. Chân đầu tiên một mũi kép đơn rồi thì chân thứ hai sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Thì lúc này hai mũi phía dưới ta sẽ tăng lên được 3 mũi ở phía trên nè. Tương tự hai chân kế tiếp thì chân đầu tiên là một mũi kép đơn và chân kế tiếp sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta tăng thêm được một mũi. Móc theo cụm như thế này ha. Tương tự nè. Hai chân kế tiếp thì chân đầu tiên sẽ là một mũi kép đơn. Và chân móc thứ hai ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Ta tăng thêm được một mũi ở cụm này. Thì các bạn sẽ móc cho mình cụm này tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng.
tức là hai chân liên tiếp, chân đầu tiên sẽ là một mũi kép đơn và chân thứ hai sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc, và móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc cái cụm chân móc như thế này cho đến cuối vòng nè, một mũi kép đơn xen kẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc, thì để kết thúc cái vòng móc này cũng tương tự, đâm kim cho mình vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này và móc vào đây một mũi dời, sau đó gây nên hai mũi xích. Thì vòng móc thứ hai, vòng móc ta vừa hoàn thành, nó sẽ giúp cho cái độ rộng của chân váy rộng hơn so với cái phần thân ở phía trên 3 lần ha. Và đối với nhiều bạn muốn cho cái phần chân váy của mình nó được rộng hơn nữa thì hàng móc thứ ba ta sẽ móc như sau nè. Chân đầu tiên móc cho mình một mũi kép đơn. Chân thứ hai cũng móc một mũi kép đơn. Thì cái chân móc thứ ba ta sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Như vậy là ba mũi phía dưới ta sẽ tăng lên được 4 mũi ở phía trên nè. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này cho đến cuối vòng. Tức là mình sẽ tăng theo công thức như sau nè. Ở cái hàng móc thứ hai ta có một mũi xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân, thì hàng móc thứ ba này ta sẽ có hai mũi xen kẽ với hai mũi cùng chân nè. Hoặc là đối với các bạn mà muốn rộng hơn nữa thì cái hàng móc tiếp theo nữa ta sẽ tăng số mũi móc xen kẽ. Còn ở đây mình sẽ dừng lại ở cái hàng móc thứ hai thôi ha. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tiếp tục chân kế bên của một mũi kép đơn nè. Tức là ở cái size này mình sẽ không tăng mũi ở vòng móc thứ ba ha. Các bạn cứ móc tương tự cho mình, mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, móc cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc nữa. Ta cứ tăng thêm nhiều vòng móc ở chân váy cho đến khi chiều dài của cái phần chân váy này nè với cái phần thân váy ở phía trên cộng thêm 3 cm của cái phần len bông xù á, nó sẽ dài đến cái phần đầu gối của bé, hoặc là hơn hoặc là ngắn hơn một chút tùy vào sở thích của mỗi người ha. Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa ha. Thì sau khi đã tăng lên được nhiều vòng móc thì lúc này cái hàng móc màu đỏ của mình nè, nó đã đến cái phần đầu gối của bé rồi, thì mình ở đây có viền lại hai hàng móc len bông xù. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viền lại cái phần len bông xù này vào trong cái phần thân màu đỏ nha. Vì độ dày của sợi len bông xù nó to hơn so với sợi len miêu mà mình móc cái phần thân váy, nên mình sẽ sử dụng kim 4.5mm nè để móc cái phần bông xù này vào trong cái chân váy của mình. Và lưu ý với các bạn, khi thêm cái phần bông xù này vào trong chân váy nè, do cái len bông xù nó không thấy rõ mũi móc nên mình sẽ hướng dẫn sơ qua ha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đâm kim vào trong các cái chân móc. Thì thay vì mình sẽ móc vào các chân móc của hàng móc màu đỏ, các bạn sẽ móc cho mình vào chính giữa của hai cái mũi kép đơn ở phía trên á. Đây. Tức là khoảng trống giữa các cái mũi kép đơn của mình nè, chính giữa các cái mũi kép đơn ở phần màu đỏ. Các bạn sẽ thêm mũi cho mình nè. Hai cái khoảng giữa liên tiếp với nhau, mỗi khoảng sẽ là một mũi kép đơn. Sau đó ta sẽ bỏ qua một khoảng. Rồi tiếp tục hai khoảng tiếp theo là một mũi kép đơn ở mỗi khoảng. Ta sẽ bỏ qua một khoảng. Và tiếp tục hai khoảng tiếp theo, mỗi khoảng là mũi kép đơn. Và cứ móc tương tự cho mình như vậy. Ở cái phần trên thân nè, ta có 3 cm ở cái phần thân trên ngực á, các bạn cũng thêm mũi tương tự cho mình ha. Hai khoảng liên tiếp ta có mũi kép đơn, cách một khoảng sẽ không có mũi kép đơn. Sau đó là hai khoảng liên tiếp có một mũi kép đơn nè. Móc tương tự cho mình như vậy hai hàng móc ở cái phần thân phía trên. Thì lúc này ở phía sau của mình sẽ có cái khoảng cài nút này, các bạn cũng may cho mình một hạt nút ở đây để mình cài điều chỉnh cho vừa với phần ngực của bé. Và để tạo cái phần dây len bông xù ở phía trên này nè, các bạn sẽ canh cho mình cái phần cài nút ở phía sau ngực á, canh nó nằm chính giữa, sau đó mình sẽ chia ra làm hai bên. Đây, canh cho mình ở chính giữa này, sau đó làm hai bên để làm sao cho chính giữa này nó vừa với phần cổ của bé. Và mình sẽ móc 3 đến 4 mũi móc cho mỗi hàng móc ở cái phần dây. Và cái cách nối cái sợi len này vào hàng móc của mình cũng tương tự giống như cách mà mình thay màu đỏ và màu đen á.
Sau đó đơm cho mình hai hàng nút ở đây để mình có thể cài điều chỉnh cho vừa với phần vai của bé nè. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái phần dây ở phía trên ha. Chính giữa của phần thắt lưng bên dưới mình có móc một họa tiết hình chữ nhật như thế này. Thì cái họa tiết hình chữ nhật này mình để trang trí cho phần thắt lưng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái họa tiết này. Mình dùng kim hai đầu và dùng đầu số 4 nè. Đầu kim này sẽ bằng hoặc nhỏ hơn sợi len ha, để mình móc cho cái phần này nó được chắc chắn hơn. Đầu tiên tạo một vòng tròn. Ở sợi len màu vàng các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích dài 17 mũi móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 và 17. Khi được 17 mũi móc xích liên tiếp với nhau, các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến chân móc xích đầu tiên mà mình vừa gây nên ở đây nè. Đâm kim vào đây và móc một mũi dời. Sau đó lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục đâm kim vào chân móc ta vừa móc mũi dời và móc vào đó cho mình 3 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Ta sẽ móc vào cùng một chân móc ha. Mũi kép đơn thứ ba nè. Khi móc được 3 mũi kép đơn vào cái chân móc ta móc đầu tiên ở đây thì tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình vào 5 chân móc liên tiếp ha. Đây, 5 chân móc liên tiếp này, mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Mũi kép đơn đầu tiên cho chân đầu tiên nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai cho chân móc thứ hai. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Tiếp tục mũi kép đơn thứ ba cho chân thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư cho chân móc thứ tư. Và mũi thứ năm cho chân móc thứ năm. Khi được 5 mũi kép đơn vào 5 chân móc liên tiếp với nhau thì tiếp tục cái chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc vào đây cho mình 4 mũi kép đơn vào cùng một chân móc nha. Kép đơn thứ nhất nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Và mũi kép đơn thứ tư. Mình sẽ tạo ra được góc vuông đầu tiên cho cái họa tiết của mình nha. Hai chân kế tiếp, mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Kép đơn thứ nhất cho chân thứ nhất. Tiếp tục kép đơn thứ hai cho chân móc thứ hai. Được hai mũi kép đơn vào hai chân móc rồi thì chân kế tiếp mình sẽ móc vào đó 4 mũi kép đơn để tạo một góc vuông như thế này. Móc vào đây cho mình 4 mũi kép đơn. 1 2 ta sẽ móc vào cùng một chân móc ha. 3 và 4. Ta tạo ra được góc vuông thứ hai nè. Tiếp tục để đối xứng thì 5 chân móc kế tiếp, mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Kép đơn thứ nhất cho chân thứ nhất. Tiếp tục kép đơn thứ hai cho chân móc thứ hai. Chân móc thứ ba nè. Tiếp tục chân móc thứ tư. Và chân móc thứ năm. Được 5 mũi kép đơn vào 5 chân móc liên tiếp thì mũi kế tiếp của mình sẽ là 4 mũi kép đơn vào cùng một chân móc để tạo cái góc vuông tiếp theo ha. Móc cho mình vào đây 4 mũi kép đơn. 1 2 3 và 4. Ta có được cái góc vuông tiếp theo rồi thì sẽ còn hai chân móc cuối cùng ở đây. Hai chân móc này nó sẽ đối xứng với cái đầu còn lại. Móc vào mỗi chân là một mũi kép đơn. Ở cái góc vuông đầu tiên và cũng là góc vuông cuối cùng ở đây nè. Mình có gây nên 3 mũi kép đơn vào cùng một chân móc thì tính luôn hai mũi móc xích mà mình gây nên đầu tiên, ở đây ta sẽ có 4 mũi móc.
đâm kim cho mình vào chân đầu tiên này và móc một mũi dời nè, sau đó kéo vào cắt len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được họa tiết trang trí như thế này. Các bạn có thể dùng keo hoặc là kim khâu để khâu họa tiết của mình vào chính giữa của phần thắt lưng màu đen ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu đầm Noel cho bé như thế này. Chúc các bạn thành công!